thấy khó chịu quá, trên Dương cắt thôi, kệ cắt thử coi, hồi đó giờ không có cắt tóc ngắn, nay cắt tóc thử coi nó ra làm sao, nhìn cũng đẹp trai đúng không, đẹp trai cũng giống như Duy Đúng đúng rồi, không? nhìn đẹp trai rồi đó. Đấy, giờ mấy năm sau nó mới dài lại đó nha. Nhưng Mà mà con lên thấy ký nó cho thoải anh mái nhìn hơn. nhìn nhìn phát tướng quá vậy. Lúc này Dương hơi mập lên chút xíu Dạ đó, rồi. dâu đó là phải ăn, dâu là ăn dâu vì cả cỡ dày không thì nó vậy đó. Đâu ăn Ơi, quái cỡ bự vậy dâu Dương bự thích vậy nó ăn mới cưới chịu. không? Dâu à, Dương thích chuối ăn cưới hả? không? Trời mà ngộ lắm, Dương đi học á, những cái người mà Việt Nam á họ đem chuối họ ăn rất là bình thường, mà Dương lại chuối Dương ăn không được mới ngầu chứ, ngộ không? Chuối ăn không được mà chuối khác ăn được, chuối sứ, chuối gì khác, À, chuối chuối dài trong dài sữa ăn mới được cũng đúng không? không Còn bình thường ăn quen hả? được. Không ăn chuối được, phải ăn nho thôi ha. Ok, Rồi cũng được, má ăn nho nhọt lắm á. ăn nho nhọt đúng không? Sao Tại vì bển ăn đây không nhọt? có ăn nhọt chứ sao. Trời ơi, thấy gì hả, ăn hải sản khoe tôm khoe ghẹ khoe đồ quá chừng, gà nướng tùm lum hết, rất là hấp dẫn. Lâu rồi, hồi xưa ăn mới khoe chứ giờ ăn không dám khoe nữa, tụi nó chửi quá. Vậy hả? Rồi giờ ăn giấu không mà đâu khoe đâu, hồi xưa ăn khoe nhiều lắm. Thôi khoe đi cho tao Ăn. thèm, với đồ bên Na Uy đồ người ta không có ăn mấy cái đó, cho nên là cứ khoe đi cho người ta thèm. Nãy giờ đọc comment cũng thấy vui vui ha, có nhiều người Nhiều. vô, mới vừa vô thôi bắt đầu là chửi Dương te tua hết, để đọc comment tiếp thôi. Giải trí cho nó vui mà, sống vui vậy thôi chứ. Vui ghê luôn á, để coi ai ai tiếp tục đọc comment chửi tiếp, đọc và viết cho Dương đọc với coi. Hết chửi rồi. Hết chửi rồi chứ Vậy đâu cho hả? chửi đâu, nói gì mình nói chuyện văn minh lịch sự với gì chửi kỳ cục. Vậy hả? Trời ơi, cái anh gì hồi nãy đó, ảnh lên ảnh chia sẻ mà Dương thì không biết đó, nghe cái giọng của anh này thì ảnh là Bắc 54, ảnh cái giọng của À anh bắt này năm có tư vẻ như hả? là Bắc Bắc Hà Nội á, ảnh là người Hà Nội gốc À luôn ghê vậy, á, người biết Hà bắt Nội Hà gốc, nghe Nội cái luôn giọng hả? là tại vì cái giọng nó nguyên gốc, nó không có bị L với N. Còn Nhưng mà Duy á anh thì này Duy chỉ biết là Bắc thôi chứ không phân biệt được Bắc Hà Nội hay Bắc Hải Dương, không phân biệt được. không, Dương lại phân biệt được, tại vì á, À. ngày xưa năm 2004 á, Dương lên Sài Gòn, Dương sống trong một gia đình người Bắc, mà cái người đó là người một gia đình nó 8 người. Lúc ban đầu á, Dương là người Long An mà, cho nên khi mà Dương sống cùng với người Bắc á, Dương họ nói chuyện nghe nhức đầu lắm, mình không có hiểu, mình không có nghe được họ nói cái gì cả. Sống gần một tháng sau á, thì Dương mới bắt đầu Dương nghe được người ta nói chuyện. Thì rồi sau đó Dương tiếp xúc với Bắc 54, Dương tiếp xúc thì Dương nghe được cái giọng của họ. Bắc Bắc 54 họ nói chuyện nghe dễ thương lắm, mà Dương rất là thích người Bắc Hà Nội, Bắc À mà gốc Hà Nội đó, Dương rất là thích cái giọng của họ. vậy là khen Ví anh dụ hồi như đó nói chuyện dễ thương phải không? ví dụ như cái Duy biết anh Việt Dũng không? Việt Dũng á, Việt Dũng ở đâu? Việt Dũng là người Hà Nội, nhưng mà Việt Dũng là dẫn chương trình của Asia ngày xưa, mà Việt Dũng mất À rồi đó, cái giọng của Việt ông Dũng. đã bị mất rồi, ông đã bị chết rồi đúng không? Đúng rồi, nói chuyện rất là hay, À rất là dễ thương, mà Dương rất là gì thích nha cái con giọng có một đó. bài hát gì một chút quà cho quê hương gì đó Đúng ông rồi, đúng rồi, đúng rồi. ông nhưng mà Di thắc mắc cái bài hát đó tại sao ông đó ông cho cái gì, ông cho thuốc lá không trời. Thì Duy thắc mắc cũng đúng, theo Dương nghĩ thì cái thời bao cấp đó thì Duy nghĩ rằng những cái loại thuốc đó rất là hiếm ở miền Nam của mình. Vào thời bao cấp thì Duy thấy đường, cân đường, hộp sữa cũng phải mua tem phiếu, cũng phải có Mẹ cái tem phiếu để được nghe nghe nhận. nghe 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 kể thôi chứ có đâu sống thời đó đâu biết, Thì nghe mình kể nghe thôi kể, nhưng mà một người kể mình không tin, hai người kể mình không tin, 10 thì người có kể đồng không ý tin, có 20 người, thời bao 30 cấp người là kể. có đúng ngăn sông cấm chợ này nọ tem phiếu này nọ khổ thế Nhưng mà mẹ luôn. tự nhiên sau khi khi đó lại Mà ngăn hồi sông đó cấm như chợ, Duy nghe kể cấm là chợ. dụ như hồi đó như Duy nghe kể là dụ như Duy là con trai Bến Tre mà Dương là con gái Long An á, là hai đứa mình yêu nhau không có được đâu, khác tỉnh đó. Khi mà chúng Sao ta kỳ yêu nhau chúng phải phải kê khai cái này cái kia đó đúng không? vậy? Sao Má Dương có kể gì không? Chứ mà chứ mẹ chứ Dương thì chứ con gà mà dưới quê mà cầm lên Sài Gòn là không được rồi đó, khác tỉnh. sao kỳ vậy? Thời nào mà kỳ cục vậy ta? Ai biết nghe Xịt kể mà. vậy ta? Nói chung là cũng phải kiểm tra xét hỏi nữa thôi à, chứ cũng nói chung có sống trong thời đó đâu mà biết nghe kể không à. Người kể Đó kiểu. thì cái đó thì cái giai đoạn, tự nhiên cái giai đoạn đó bắt đầu là mình sống trong cái giai đoạn mà, tự nhiên ngày xưa mình quay đoạn về lúc trước á, thì không có chuyện này, nhưng mà sau đó gọi là sau giải phóng thì tự nhiên bắt đầu là mua đường cũng phải có tem có Đúng phiếu, đó rồi gia đình có đúng rồi, bao nhiêu người được mua bao nhiêu ký nhưng đường, được mà mua nó bao nhiêu nè ký Dương gạo. ơi, mình sống á
À, mình sống mình nói một câu công bằng vậy, đúng không? Cái khổ nào cũng là cái khổ thôi, bao cấp thì nó khổ thấy mẹ nó đó, nhưng mà cái nó đã chết sản, cái thời chiến tranh nó chết sản còn ác nữa, đúng không? Mình trải qua cái thời bao cấp mình khổ, nhưng mà mình còn sống thì bây giờ mình đỡ hơn. Còn mình sống trong thời chiến tranh ai biết được, chưa chắc sống, thì từ cái chưa chỗ chắc mà có Việt gì mà Nam có đã dương, trải đúng qua không? cái Để chúng ta ngồi từ đây chỗ hai mà đầu Việt nói Nam nhớ đã mà nói trải chuyện qua với cái nhau. chiến tranh đó đó, rồi trải qua cái bao cấp đó, làm cho cái người dân cảm thấy bây giờ họ hài lòng với cái cuộc sống bây giờ, cho nên họ chấp nhận cho dù xảy ra bất cứ cái gì mà họ không còn nghe tiếng súng nữa là họ chấp nhận hết. Nhưng mà thực sự cuộc sống bây giờ là cuộc sống mà nó còn thê thảm hơn cuộc sống ngày xưa. Với Duy là Duy không có nghe tiếng súng, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn nghe, chúng ta chết bằng cái cách khác, chúng ta không nghe súng đạn nó giết mình. Ngày xưa ông bà chúng ta tự trồng rau củ quả, tự ăn trong nhà, tự trồng. Cha của Duy ngày xưa, Duy biết ông trồng bầu nè, trồng khoai môn nè, trồng đậu bắp nè, trồng tất cả mọi thứ tự ăn trong nhà, không có sao hết trơn. Mà Duy thấy bây giờ cứ ra chợ là mua đồ về ăn, là Duy thấy 30 tuổi, thậm chí 18 tuổi đang học trong lớp bị tai biến ngã cái đùng nó chết luôn, chứ Ủa, không bị không tai tính đến biến trường là phổ đâu thông luôn. liên, làm sao mình chứng minh được bị tai biến là do ăn đồ ta? Nhiều Nó khi cũng tự có nhiều cái nhiên vấn đề mỡ ví trong dụ nó máu không có rồi này đâu, kia, nó có nhiều cái vấn tự đề nhiên hoạt động bạn trong cơ bạn thể bạn nhiều lắm như ngày chứ. xưa kìa, nó đang đi học đúng không, nó cũng ăn đồ sạch sẽ lắm, nó alo một cú một con bồ, nó báo có bầu một cái một mẹ nó lên gặp mặt hai bên này nó sợ quá nó xỉu luôn đó. Vậy là nó đã có cái ẩn ẩn ở trong là cái huyết áp cao rồi, cho nên nó máu nó lên đột Chứ ngột, chứ nó bị chứ đứt. thấy là ví dụ như mà giờ tai biến rồi đâu có liên quan gì tới đồ ăn gì đâu trời, đúng không? Nếu mà Duy nói vậy thì Duy phải nghiên cứu lại cái vấn đề tai biến đó, cái nguyên nhân nó từ đâu. Duy phải nghiên cứu lại cái chuyện đó, Mà cho nên ba Duy chục nói nó tuổi không liên tai quan biến là rồi không hả? được. Mà xui dữ trời, Hả? 30 tuổi tai biến luôn rồi hả? Cha của Dương á 18 tuổi luôn chứ 30 tuổi, cho nên bây giờ mình hay dùng cái từ trẻ hóa bệnh tật á. Mười mười Duy tám học trước tuổi Duy chưa học đại hưởng học mười đời luôn mà bị tai biến luôn hả? do, cho nên bây giờ có Cái đó cái cụm thì từ dương mà nói Duy nghe câu sao này nó thuộc quen chứ nè, thường gọi thường là trẻ á, hóa. cái đó là dương nói thì sao chứ thường thường Duy thấy mấy ông giám đốc bụng bự ông mới bị tai biến, đúng không? Bệnh đó bệnh nhà giàu đó. Bệnh tật thì nó không tránh ai hết Duy ơi, nó không tránh ai Ủa. hết à. Bệnh tật mình nói như thế này thì nhiều người sẽ bảo nước nào nó không có bệnh, nhưng mà mình phải tính theo cái tỷ lệ, mình phải tính theo cái tỷ lệ của nó như thế nào, mình phải tính theo tỷ lệ nữa. Vậy là ở Việt Nam mình tỷ lệ này nó đang cao đúng không? Về nhiều cái vấn đề lắm Duy, chứ không phải là một 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 khía cạnh, nhiều nhiều cái vấn đề lắm. Vậy giờ sao ta? Ví Bây dụ như giờ là bây giờ Duy nè, mình phải ăn đồ cho nó sạch thôi, đúng không? Mình ăn Duy có đồ là tự phải trồng kiểm đúng không? định. Duy Gì? có tự trồng rau được không? Ôi thôi làm biếng lắm. Thấy Tự chưa, trồng thì được không mà có tự biếng trồng lắm. rau được. Rồi cha của Dương ngày xưa tự trồng ăn được, trồng khoai môn một khúc, trồng đậu bắp một khúc, trồng rau muống một khúc, trồng khoai lang một khúc, trồng mướp một khúc, trồng bầu một khúc, tự phun tự cấp luôn ở dưới mương nước Tại cá tại ăn, vì Duy làm rồi biếng người trồng ta thôi, trồng mua không nhưng mà ở Việt Nam mình nông dân người ta trồng cũng nhiều mà, nông dân trồng quá trồng. trời luôn. Đúng rồi, nông dân trồng nhiều, nhưng mà đừng mà họ mà Duy xuống Duy sống thử với những người nông dân đi, Duy sẽ thấy cách họ chăm sóc họ và họ thu hoạch hoa màu trước khi họ bán, Duy sẽ thấy. Thấy Chứ sao? Duy ngồi ở Sài Gòn không mình Tức là họ họ trời thu đất hoạch ơi, qua màu thì cái đó là chuyên môn của họ, sao mình biết được? thì bởi vì không biết Duy nói sao mà Duy biết được, khi mà người Nhưng ta chứ mà người ta bây ăn giờ sao thì Duy không trồng được thì Duy mua của những người đó Duy ăn. rồi. Ok, để Dương nói nè, khi Duy không trồng được á, nói cái này mắc công lại Dương với Duy bằng tuổi, mắc công lại Dương lại múa rìu mắc thợ nữa. Dương ở dưới vùng quê của Dương á, họ trồng hoa màu rất là nhiều, họ trồng bầu, họ trồng bí, họ trồng mướp, họ trồng khổ qua rất là nhiều. Khi mà ví dụ như ngày ngày mai bắt đầu họ bán đó, thì bắt đầu chiều hôm nay hoặc là trưa hả, bắt đầu là sau khi họ hái cái vụ trước xong rồi đó, họ lại xịt thuốc. Chính Dương là người nói tại sao, chính Dương gặp họ Dương nói là tại sao cô phải làm như vậy, cô xịt thuốc trong cái thời gian có mấy tiếng đồng hồ thôi, tối là khoảng khoảng 5 giờ sáng đó, 6 giờ sáng là cô bắt đầu lội xuống cô hái dưa leo rồi, thì cái lượng thuốc đó nó đi đâu, tại sao cô lại xịt gần như Mà vậy, bà xịt chứ cái gì vậy? ai cũng làm. Mà bà xịt cái gì? Xịt cho trái Bà mau xịt lớn cái gì? đó, cho nặng tí đó, Tụi bà này khôn phải. Cái thì này đó có thì nè, Duy cái ăn này đó. gì cái này Duy thấy người ta bán con gà rồi người ta cho con gà nó ăn nhiều, nó uống nước nhiều cho nó nặng nữa nè. Nó Thì đó, thấy chưa, đó mà nó ví dụ nó bơm nước thôi không nói gì, nó còn bơm các hóa bà chất mẹ độc nó hại giờ nó vô gan hại của mình, ai chứ giờ giờ sao giờ giờ sao giờ đó, thì cho nên mình mới lên tiếng. Trời ơi, nó trả trả bây giờ thù làm nó sao không, bây giờ. xuống dưới trả thù nó không Ở chứ. bên Na Uy này Đúng đó, Dương rồi, thì mới lên qua tiếng một cái đó đúng ngày rồi, đúng rồi, mẹ nó ở ác quá đúng không, bán đồ ở xịt ở bên thuốc Na Uy tùm này lum. đó, có anh Thu Trần, ảnh đang ở trong Facebook nè, anh Thu Trần là anh ở Na Uy luôn đó,
thì Vậy hả? Dương cũng Ủa, ông đóng cũng vô nói khá tổ tiếng thôi. Anh không mà trời. Anh Thu Trần ảnh nói tiếng Anh cũng được, mà anh nói tiếng Na Uy cũng được, ảnh cũng đi du lịch rất là Mà ông nhiều nói tiếng nước. Việt Anh được Thu không Trần vậy? cũng Ông nói tiếng nói Việt tiếng được Việt rất không? là giỏi luôn. Anh Thu Trần còn đây Vậy không? Alo, ok, có gì anh ông Thu Trần. comment ông toàn nói tiếng Anh không à, tưởng tao ông không biết nói tiếng Việt luôn á. Anh Thu Trần nói tiếng Việt được, anh Thu Vậy Trần nói nói tiếng tiếng Việt Việt với ông rất nội. tốt. Anh Thu Trần cũng đẹp trai lắm, không anh Thu Trần cũng cao, cũng đẹp trai lắm. Nhưng Nhưng mà thích anh chưa Thu nghe Trần Thu rồi, Trần nói gì hết. Ông nói tiếng Anh không à. tại vì Duy vô trong cái Facebook của Thu Trần á, Thu Trần Dương, Duy thấy cái tên đó thì Duy vô, Duy coi thấy cũng anh cũng làm livestream đó. Dương nói với Duy rằng á, là ở bên Na Uy này á, rất là hiếm khi thấy người ta sử dụng thuốc men nhiều giống như Việt Nam. Và cái mà ngộ lắm Duy, cái trái bắp mà bắp Mỹ á, mà Duy ăn cái bắp vàng vàng đó, trời ơi, ở bên Na Uy nó ăn ngọt kinh khủng luôn Duy. Nó ăn ngọt mà rất là tự nhiên, không phải là thuốc gì hết, ăn nó ngọt mà thậm chí mình ăn tại vườn luôn á. Mình hái cái trái bắp đó ra rồi mình lột vỏ ra mình ăn sống tại vườn luôn, nó ngọt ngọt mà gần như là ba mươi mấy năm trời ở Việt Nam Dương chưa ăn cái bắp nào ngọt như vậy luôn á. Nhưng mà Thì sao nó nó khá không là xuất ngọt khẩu tự về đây nhiên. ta? Má nó Trời ơi, ngon lắm ý là Duy. Dương, Na trời Uy ơi, này bú láo thiệt, nó có đồ ăn ngon mà nó không xuất khẩu về Việt Nam. Bữa nào gửi cho Duy mang mấy ký coi. Nhưng mà ở Na Uy Bữa này nào họ gửi chỉ cho Duy trồng ăn bắp, ghi máy còn tính. cái Bữa nào gửi cho Duy ăn ghi máy tính. đột ngột quá sao gửi được, có người về Việt Nam nhưng mà giờ sao gửi được, trời Thì ơi, mua gửi được đi, thiệt đó. gửi bưu điện về đây. Gửi về bên đó hả, mấy ngày trời nó nhạt hết, nó hư hết sao, đâu được. Thì bưu điện nó cũng giống như người nhà của Dương đi về thôi, khác Có gì anh đâu. nào, có anh chị nào mà ở Na Uy sắp về Việt Nam không, ghé xuống xuống với cái chỗ mà Pro Bắc nó mua giùm cho Duy một vài ký bắp em về Duy ăn để Duy biết được bắp nó ngọt cỡ nào. Đúng rồi, mua chuyển bưu điện về, chuyển phi đất đó về đây. Ồ, mà cái dân Na Uy mà Duy mà lên mạng á, tại vì Duy không không có biết khi nào mà Duy qua Na Uy, chứ mà Duy mà lên trên mạng Duy gõ về cái nông nghiệp của Na Uy á, trời, cái nông nghiệp của Na Uy nó mùa hè nó trồng được có 3 tháng à Duy. Bây giờ là mùa thu, trời, thời tiết nó lạnh này, người ta không có trồng được gì hết. Bây giờ là người ta đã thu hoạch lúa mì, lúa mạch rồi, những cái loại rau củ quả nông nghiệp thu hoạch xong rồi người ta cày, người ta phơi đất lên rồi, người ta không có trồng được, tại vì Duy biết mùa thu nó lạnh rồi, không có cây gì nó lên được hết trơn á. Đó, cho nên đó, là nó chỉ trồng được có 3 tháng mùa hè thôi à. Vậy mà hả, cái gọi là cái chuyên môn về cái trình độ kỹ thuật của nó rất là cao, và hầu như nó sử dụng máy móc nhiều hơn là sức người, sức người rất Đúng là ít rồi, luôn. đúng đúng, này Một đồng cái ý hoàn cánh toàn luôn á. Cái nào hồi tầm nhỏ Duy đi học ít người ta cũng sức dạy người vậy đó. lắm. Dạ, những cái loại máy móc đó mà mình coi, mình nếu mà Duy ra đồng á, mà Duy ra trễ chừng một ngày thôi là nguyên cái cánh đồng đó nó được cày xong hết trơn, mình không tưởng tượng nổi luôn. Ở Việt Nam mình thấy cánh đồng bự mình cày gần 5-10 ngày mới xong, Duy mà ra chỉ trong sau trễ một ngày thôi là nguyên cánh đồng nó xong hết, mà Duy không thấy người ta làm việc luôn á, hay thiệt luôn á, không tưởng tượng được. Rồi người ta trồng cây xuống, người ta rải hạt xuống làm sao, rồi người ta chăm sóc, mà Duy thấy cái hệ thống tưới nước là hoàn toàn tự động hết luôn Duy, mà trên cánh đồng rộng to đùng mày, làm sao mà nó tưới nước đều hết luôn, Hình như rất là là Duy hay nghe luôn nó á. là nó tưới nước bằng máy bay trực thăng nữa luôn phải không? Có không? Bên đó có không ta? Máy bay Chứ trực bên thăng Mỹ là người ta Dương tưới nghĩ trực là nó thăng tưới á. trong cái trường hợp bị cháy rừng á, bị cháy rừng thôi, chứ còn mà còn hoặc là phun thuốc trừ sâu khử côn trùng gì đó thì Dương chưa thấy mấy cái này. Nhưng mà Dương nghe nói là máy bay trực thăng thì nó phun nước để mà nó giống như nó chữa cháy rừng, chứ Dương chưa thấy là họ tưới nông nghiệp bằng bằng máy bay trực thăng. Nhưng mà Dương thấy cái Rồi. hệ thống tưới tự động của nó thì nó ở dưới, đặt dưới ruộng nó có cái ống nó kéo, nó phun rộng lắm, phun xa lắm, nói chung là tự động á, không có dùng sức người nhiều như Mà Việt mấy cái Nam. bắp vậy đó bán mắc không? Chắc cũng hơi mắc mắc đúng Nhưng mà không? mình tính theo cái lao động Việt Nam mà tính tính theo cái giá lao cái giá giờ làm của Na Uy thì nó đâu có mắc đâu, không có mắc. Nhưng mà nhưng mà nó bán khoảng chừng bao nhiêu đô một ký? Biết không? Ví dụ như bây giờ là cái giờ mà lao động mà Na Uy, chính phủ Na Uy quy định đó là 158 crurumne cho một giờ ha. Thì Mua cái rồi bắp đó. mà mình đi xuống vườn mình mua đó, một ký thì nó bán khoảng 38 crurumne, 35 crurumne, Ba con năm rune gì đó là bao nhiêu đô? 35 cờ đồng em, mình chia cho 8.2 đi, 8.2, 8.3 đi. Dương máy tính không, lấy máy tính tính thì Dương có, Dương có đây. À Dương, ủa không có, không có. 38 phải không? 38 mà chia cho 8.2 ạ. 38 chia 8.2 thì có nói ra được bao nhiêu? 100.000 ký, hơn 100.000 chút. Nó chồng, ủa, Duy đang tính ra cái giá Việt Nam á hả? Thì tính ra đô Đang đô tính đổi Việt Nam. Đô là 4.6 đô đúng không?
460 hả? Mình nếu mà Duy tính là phải Duy tính theo cái kiểu Na Uy, chứ mà Duy ra quay quy ra Việt Nam đồng mà nó trớt quớt rồi. Không, mình quy ra đô thôi để mình hiểu 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 giá đó mình đổi tên chứ mình tính đô mà. Đô là À mình 46 hiểu đô vậy được, đúng không? chứ còn chứ Duy đừng có quy ra cái kiểu mà giống như Việt Nam làm 20 Thì ngàn ai mà mà soi như Duy vậy đúng có nhiều không? Đương nhiên nó phải bắt ở quy Việt như Nam vậy rồi. không? Duy Đương nói nhiên nó bắt ở Việt cho Nam Duy rồi. nghe nè, ở bên đây Na Uy á có nhiều người mắc cười lắm, mới ở Việt Nam sang á cái gì cũng quy ra Việt Nam hết để tính, nó trời ơi mắc quá mắc quá. Nhưng mà họ quên rằng cái giờ lao động họ làm Đúng việc ở bên đây rồi, nó cao, đúng nó đúng rất là đúng, nhiều. thì vui chính xác. Không có tính gì được, nước Không nào có tính tính gì được, đó. không có thể tính. Các bạn Nguyễn Công Định nè, các bạn bạn gì bạn chửi không à, con bạn thấy không, thấy Ừ. thương lắm luôn á, điệt điệt không à, hồi hồi nãy giờ Nãy giờ cũng không ai comment chửi đâu. Đâu có ai nó comment quá chửi chừng đâu. luôn. Nó thấy vô Dương vô diễn đàn của Duy là nó chửi thấy thương lắm, chửi phủ đầu trước tiên, không cần biết cứ chửi phủ đầu trước cái đó, thấy không, vợ Chắc lần quá rồi. có cái mùi gì thù quán rồi, có nào ngày xưa ở Việt Nam mà thù quán gì với nó không? Không, ngày xưa Dương ở Việt Nam Dương còn hiền hơn Duy nữa, Dương còn ngây thơ vô số cũ hơn Duy nữa, không ai làm gì làm, không có quan tâm, không có quan tâm chuyện chính trị xã hội chính em gì hết, tại vì mình xã hội xung quanh mình nhìn thấy ở đâu nó cũng vậy hết, mình thấy nó quen rồi. Ủa Mình Dương Dương có biết anh này anh A Quy không? không, Không biết Dương không hả? biết. Ừ, Thì dạ, anh anh kêu đó ở đâu? ở bên Mỹ. À hả, Nó nãy mà giờ thì khen Dương Dương quá nói trời luôn kìa. Đó anh đang quy khen Dương quá trời luôn kìa. IQ Nguyễn, Dương không có biết mặt anh này. À, Duy, anh này anh có lên nói chuyện với Duy chưa? Nói hoài luôn mà giấu mặt, không có biết mặt đâu, ảnh là mật vụ á. Ảnh mật vụ chính Vậy phủ hả? Mỹ, ảnh giới thiệu nghề ảnh vậy mà. À vậy hả? Ừ. Hồi nãy anh cũng lên Dương anh tranh cường anh lên anh cũng tranh luận cho Việt Nam Cộng Hòa cũng gay gắt lắm mới giỡn đâu. à Thấy vậy cái hả? lá cờ ngầu chưa? Thì thật sự ra đáng lẽ là Dương ra nước ngoài, mà nếu như cái kinh tế ở nước ngoài mà nó bằng với Việt Nam, hoặc là cái trẻ em nó cũng đi ăn xin giống như Việt Nam, thì chắc có lẽ Dương đã im rồi, và thậm chí Dương tự hào nữa. Nhưng mà thật một 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 nỗi rằng là ở bên đây á hả, không có cái chuyện mà cái đứa trẻ nhỏ tới cái mùa khai trường tụ trường mà nó đứng ở ngoài trường ngoài lớp nó nhìn vô nó coi mấy cái bạn kia học nha. Thì Di cũng đã tiếp xúc với nhiều anh chị ở nước ngoài rồi, ngay cả Pháp, ngay cả Đức, ngay cả Mỹ là Di cũng đã tiếp xúc quá nhiều rồi, ngay cả Úc nữa, cho nên là Dương không cần phải chia sẻ thêm cái chuyện này đâu. Đúng Họ rất rồi. là ưu tiên về giáo dục, họ rất là ưu tiên về chuyện này, và họ tuyệt đối không để được những cái đứa trẻ đó mà phải nghỉ học mà đi làm như vậy thì cha mẹ bị phạt chết luôn á. Ở Việt Nam thì nó cứ đại trà như vậy và không có cái chính sách nào cho họ, thậm chí không có tiền. Duy ngày xưa Duy đi học, Duy cũng biết rồi, không đóng tiền kịp đi bắt đứng cục cờ chết cha luôn á, thậm chí Không, thứ chưa đến bảy nỗi về tổng đó, kết. chưa đến nỗi đó Dương thì Dương có rồi, ngày xưa Dương đi luôn học hả? á Không bị không luôn, không có đi tiền học bị đứng cục cờ luôn hả? không có đứng cục cờ, nhưng mà tới chừng tổng kết ở trong lớp vào cuối cuối vào ngày thứ bảy đó, tổng kết lớp đó không có Nêu đóng tên tiền ra chưa đứng thôi. lên, Ừ, nêu tên ra. Dương Dương ngày mai nhưng đóng mà tiền cũng cho có cô nhiều nha em. bạn cũng bị đứng đứng cục cờ, trời ơi mắc cỡ chết đi Duy. Nhưng mà khi mà mình đi ra bên ngoài đó thì, tại vì mình cứ nghĩ đơn giản rằng ủa mình đi học thì mình phải trả tiền, nhưng mà cái suy nghĩ đó sai rồi. Cái suy nghĩ đó sai, và thậm chí ngay cả Đài Loan cũng vậy, nó cũng free về về giáo dục luôn chứ không Thì nói phải chung á là là thì Dương phải hiểu vậy, cái căn bản á là giáo dục nó không có free đúng không, mình không trả thôi nhưng nó lấy tiền từ cái nguồn khác lắp vô đó. do. Thì bây giờ Dương nói cho Duy nghe nè, ở Việt Nam đó Duy cảm thấy rằng là Duy làm mà Duy không có đóng thuế thu nhập cá nhân, bản thân Duy ngày hôm nay làm lương tháng nhiêu tiền, có khai thuế thu nhập cá nhân không? Nói chung là Duy là giám đốc doanh nghiệp nên Duy đóng thuế thu nhập doanh nghiệp thôi chứ Duy đâu có lương đâu. Duy Có phải có lương cái mới đóng lương của được. Duy chứ. Sao có lương được, giám đốc làm mướn nó mới có lương. Còn giám đốc làm chủ là cũng là nó làm lời ăn nhiêu lỗ chịu. Thì cái lời Ok. của công ty là sẽ đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Ok, đó là cái khoản phí đi, thuế thu nhập của doanh nghiệp là cái khoản thuế mà doanh nghiệp của gọi là doanh nghiệp tư nhân, Duy là doanh nghiệp Nó tư nhân, Duy đi cũng đóng. giống như thuế thu nhập cá nhân thôi, đúng Ok, đó là một không? cái khoản phí của mà Hai nhà hai nước phần chính trăm phủ đó họ lấy. Ok. Rồi bây giờ nhân viên của Duy mà họ làm bằng cái năm mà 2015 2014 Dương còn làm công ty đó,
Thì Dương được biết rằng lúc đó 5, 5 triệu là không có đóng thuế thu nhập cá Đúng nhân. rồi. Nhưng mà sau đó năm 2017 bắt đầu nó lên rồi. 5 triệu thì Di bắt đầu đóng thuế thu nhập cá nhân theo cái tỷ lệ của nó là 500 ngàn. Nó lên nữa, ví dụ 700, 7 triệu là đóng bao nhiêu, 9 triệu là đóng Hồi bao năm nhiêu theo nào? cái tỷ lệ. Làm gì? Giờ Năm 9 triệu. 2017, Giờ Di 9 lên cái triệu chưa đóng. bảo hiểm xã hội của thành phố Hồ Chí Minh đi, Di vô cái 9 trang của nó đi, Dương coi, 9 Di triệu coi chưa cái đóng Di mà gọi là Dương. 9 triệu chưa Di đóng. coi lại đi. Dương lộn rồi Đó. đó, 9 triệu chưa đóng. Này, đóng rồi, Di vô Di Chưa. coi lại đi. Trời đất, Cãi lát nào mà hoài. Di trả ký cho tụi nhân viên Di. Sao lộn được, 9 triệu chưa đóng đâu. Với Đó, người phụ đó cái thuộc đó là là 3 triệu 6 nữa. Thí dụ Di mà giờ Di. bây giờ á, Thùy Dương đi, đúng không, có cha có mẹ mà không lao động đi, thì cứ lấy 9 triệu cộng cho 7 triệu 2 trên mức đó mới đóng. 9 triệu cộng 7 triệu 2 là khoảng chừng 16 triệu mấy. Thí dụ như thì Dương thu nhập 2 thì Dương thu nhập 20 triệu đi, thì Thùy Dương chỉ đóng khoảng 3 triệu mấy, 3 triệu mấy mà tính theo phần trăm của thuế nữa. Thì Dương lộn thông tin rồi. Bây giờ Dương không có mở cái laptop lên được, bây giờ Dương không mở laptop, Dương Ok, mở cho cái trang bảo hiểm của nó, tại vì Dương ngày xưa Dương làm bảo giờ hiểm mà, cho ok, nên là giờ cứ nó mở đi, rồi ok cá đi, dám cá không, mốt rồi. thua về Việt Nam dẫn Bây đi giờ cái nhậu chuyện đó nha. mình để bên bên, tại sao Dương nói vấn Ừ. đề khoản phí, có nghĩa là cái người lao động tại Việt Nam đó khi họ làm tới một cái khoản nào đó thì họ sẽ đóng thuế thu nhập cá nhân. Đúng, Nhưng đúng. mà những cái người mà họ làm mà họ không có đủ cái điều kiện hoặc không đủ tiền đó, thì họ sẽ đóng thuế bằng cách nào, Không họ có sẽ đóng đóng thuế bằng cách luôn, cứ nào, đóng thế bằng cách nào vậy? Không có đóng. họ không đóng thuế luôn hả? Không. Không có đóng thuế, lấy cho chính phủ tiền, lấy đâu mà chính phủ vận hành, Chính phủ ăn mày luôn chứ vận hành con khỉ gì, đã nó nghèo chết ăn mày mẹ rồi. làm sao mà, Tức nếu mà là ăn mày thì tại sao mà Duy giải thích dùm cho Dương, tại sao có những cái công trình ngàn tỷ ngàn tỷ dự án treo, ăn mày làm sao ăn khổ mày được. khổ Dương quá. Tức là bây giờ thuế ở Việt Nam đó thì người nào đủ cái mức đóng mới phải đóng, đúng không, chưa kể nó trốn nữa. Nó nên cái việc về ở nhà nước Việt Nam này, xét về thuế thu nhập cá nhân đó, thì chỉ từ lỗ tới lỗ thôi, tại vì căn bản là nó không đóng, và thứ hai là nó trốn nữa. Công nhân nào đóng đâu, chả có ai đủ điều kiện để đóng á, thậm Thì chí các bởi trưởng vậy phòng cho còn chưa đóng. nên là bởi vì tại sao cái lương của Việt Nam mình quá thấp, cho nên nó không thể nào áp dụng cái thuế thu nhập cá nhân trực tiếp lên cái tiền thuế, tiền lương của Duy nhận hàng tháng được. Ừ, đúng rồi, thuế thu Ok. nhập cá nhân là thấp lắm, ok. Thuế thu nhập Cho cá nên nhân Duy cũng thấp, không thuế thấy thu được, nhập doanh nghiệp cũng thấp. rằng là Duy đóng thuế thu nhập cá nhân, mà từ chỗ Duy không thấy được Duy đóng thuế thu nhập cá nhân thì Duy không có quyền đòi hỏi những cái quyền lợi cho mình. Rõ ràng là mình không đóng mà, chứ còn gì nữa. Thí dụ như Vậy Duy là thì có Duy đóng, sai. nhưng Nhưng mà thí họ dụ như rất là Duy hay hả, từ cái chỗ thí dụ đó, như cho Duy nên thì có mình đóng đi, nhưng mà nhân viên Duy nó chưa tới cái mức đóng thì sao nó đóng đây, thì nó đâu có đóng gì đâu, nó chỉ ăn xài đóng được thuế VAT thôi. hồi nãy Dương hỏi Duy á, Dương hỏi Duy nếu như mà cái chính phủ Việt Nam nó không có lấy thuế, tại vì ở bên Na Uy này cái tiền thuế, và cái khoản phí giống như họ lấy của doanh nghiệp vậy đó, là những cái khoản tiền chính để lo các phúc lợi xã hội. Bây giờ Đúng đúng đúng. Dương hỏi Duy nếu như mà ở Việt Nam họ không lấy thuế của người dân được, bằng những cái giống như doanh nghiệp, như Duy có nhiều doanh nghiệp người ta trốn thuế, thì làm sao chính phủ vận hành khi tiền thuế người dân không có và những cái khoản phí khác họ không thu được, tại Thì vì ngân trốn sách thuế người ta. thì dẫn tới cái việc gì, ở ở Việt Nam ngân sách nó thấp, nó không được nhiều. Vậy thì lý giải ở chỗ là bây giờ Duy nói là mình không có đóng thuế, cho nên là Ừ. mình không có quyền đòi hỏi những cái quyền, những cái yêu cầu, những cái phúc lợi cho mình. Và Duy Không có phải thấy là, là nói tăng chung là bây giờ cái chỗ mà không đóng thuế mà không đòi hỏi thì nghe nó cũng kỳ, đúng không? Mình vẫn phải có quyền đòi hỏi chứ, mình đòi hỏi những cái gì đó công bằng và nó hợp lý thì là được. Chứ còn bây giờ không đòi hỏi thì nghe nó, ví dụ như bây bây giờ giờ Duy bây giờ chả lẽ Duy bây giờ Duy Duy nói không đóng thuế, nhà Duy bị ăn trộm, Duy không có quyền đòi hỏi công an vô cứu à? Đâu có được, đó là quyền của Duy mà. Duy có đóng thuế không đóng thuế gì, Duy cũng có cái quyền kêu công an vô giải quyết nó ăn trộm nhà tao, đúng không? Đúng chưa? Chứ còn bây giờ ví dụ như mình hiểu được đất nước mình đóng thuế ít mà mình đòi đi khám bệnh viện nó phải lo cho mình từ A tới Z, đúng không, nó phải là trả cho mình thuốc xịn nhiều tiền, thì cái đó nó hơi quá đáng, tại vì cái căn bản là sự đóng góp của mình không có nhiều, mà nhìn lại những cái người khác đất nước của mình đóng góp cũng chưa có nhiều, thì mình đòi hỏi cái việc đó thì nó quá đáng thôi. Còn cái việc đòi hỏi thằng công an nó vô nhà nó giải quyết phạm trộm là chính đáng. Dương hỏi anh chị nha, những người anh chị ở ở ở bên những người anh chị ở Việt Nam và những anh chị đang ở nước ngoài, mình thấy rõ ràng là ở Việt Nam á, nó không có thể đánh vào cái thuế thu nhập cá nhân, có nghĩa là đánh vào đồng lương trực tiếp của mình hàng tháng. Vậy thì để Dương hỏi mọi người nha, vậy thì theo anh chị họ sẽ, chính phủ Việt Nam đó, nhà nước Việt Nam họ sẽ đánh thuế bằng cách nào? Chịu Đợi thôi một chứ chút đóng cách nha. nào, chịu thôi Dương ơi, tại căn bản nền kinh tế của mình nó chỉ nằm ở cái mức đó, thì mình chỉ Không đóng phải được vậy cái đâu Duy, khoản đó.
không phải là đúng không? Bây giờ để thì mình, Dương có hiểu rồi để nè. mình coi mấy người ở dưới đây người ta trả lời Thì cái đã, đó, thì Dương trong cứ chúng đọc tôi đi, sẽ có nhưng mà những người người ta trả lời, để coi người ta trả lời cái đã rồi nhi. ok, thì Dương cứ đọc những người ở đó, nhưng mà thì Dương phải cho Dương trả lời câu này. Thì Dương cứ nghe và cứ đọc, đúng không? Để đánh thuế ở một đất nước đó thì chính phủ người ta phải cân nhắc, đúng chưa? Nếu mà đánh quá nhiều thì cái tiền thuế trong dân, cái tiền của trong dân nó sẽ quá ít, cái nền kinh tế không phát triển được. Còn nếu mà đánh thuế quá ít thì chính phủ không có đủ ngân sách để duy trì an sinh xã hội. Thì cái việc thuế ở một quốc gia nào thì chính phủ người ta phải cân nhắc thôi. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì thuế thu nhập cá nhân đóng rất thấp, thuế thu nhập doanh nghiệp đóng cũng cũng tương đối, đúng không? Chỉ có một cái là thuế nhập khẩu thôi và thuế VAT. Thì đó chỉ là những cái nguồn ngân sách chính, và những cái nguồn ngân sách của những cái công công ty của nhà nước, người ta làm, người ta có lời, người ta đóng góp vào, thế thôi. Ok, bây giờ đọc cái comment đi rồi Di coi người ta nói chuyện, phải không? Rồi. Chứ mình nói mà mình cứ bây giờ Dương không nói, bây giờ Dương cho người khác nói thì Dương nói thì Di lại bảo Dương là quan điểm cá Thì nói nhân thoải nhiều mái, quá. tới gì đâu, đâu sao đâu, ai Đó, đâu. bây giờ Dương không nói nữa mà Dương hỏi những người khác để cho họ comment, đó là một cái cách công bằng nhất để nói chuyện ở trên đây. Cho nên là Duy cứ coi thêm những cái người ở đây họ họ sẽ nói như thế nào trên những cái comment kia. Đó thì họ Đó, cũng đọc nói những lên cái comment đi. đánh thuế thu Thấy nhập không? đâu, đánh Đọc quá thuế trên thu nhập các comment luôn hộ hoặc kinh nào luôn doanh, còn Duy không thấy hả? đánh thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng mà lời thì mới đánh ông nội, lỗ ai mà đóng. Nó có rất là nhiều người đó, có rất là nhiều người vô họ Tăng nói gì, là đó. tăng lên có vài ngàn mà nó la làng như bị hiếp dâm, thuế nước ngoài mới cao, không thu được thuế thu nhập cá nhân nhưng được, nhưng thu được thuế khác nữa, đúng. Cái người nào mà nói thuế ở nước ngoài á, thu nhập đánh thuế thu nhập cá nhân quá cao là họ chỉ biết nói như vậy thôi chứ họ không có biết phân tích và họ không biết những cái quyền lợi họ nhận. Và Dương tin rằng á là Duy đã tiếp xúc quá nhiều người Việt ở nước ngoài rồi, mỗi một quốc gia như vậy là Duy đã tiếp xúc hết rồi. Duy đã nghe họ chia sẻ khi mà họ bị đánh thuế như vậy, họ phải đóng thuế thu nhập cá nhân như vậy, họ được cái quyền lợi gì? Chứ Duy đừng có nghe người ta đóng thuế thu nhập cá nhân quá cao là người ta mất. Cái xã hội của người ta là giống như là lấy cái tiền thuế đó họ xoay vòng vòng cái tiền thuế của Đúng mình, rồi, sau này nó sẽ trở lại với mình chứ không có mất đi. Nó có Duy đâu có nhiều nói cái gì chính sách đâu. cho mình lắm chứ chứ còn không phải giống như nhiều người cứ Dụ nói như bây rằng giờ ờ đóng, đó bên nước ngoài đánh thuế thu nhập cá nhân quá ví dụ cao như nhưng mà nó không có mất đi, người ta cho bệnh viện bác sĩ y tá vẫn lo cho người ta rất là tốt và không có thái độ hách dịch nhiều cái vấn đề lắm mà Dương đã nói trên livestream của Dương nhiều rồi. Dương không muốn lặp đi lặp lại trên đây nữa mà coi những người comment họ nói kìa. Tại họ không có đánh thuế thu nhập cá nhân vô người nông dân ở Việt Nam, tại người nông dân Việt Nam lương thấp quá. Thậm chí những người nông dân ở Việt Nam làm họ tính ra mà mỗi một năm, mỗi một tháng như vậy, thu nhập của họ về về nông nghiệp đó, họ làm có 500 ngàn một tháng thôi. Trời, làm sao họ sống được với cái mức đó? Làm sao bây giờ đánh thuế nữa, làm sao họ chịu nổi? Cho nên nó sẽ không có đánh thuế thu nhập Vì cá nhân, nó sẽ tăng thu lên đánh nông thuế thu dân nhập mà cá nhân. làm mà nông dân mà làm 500 ngàn tháng thì chắc làm ăn thua lỗ chứ làm gì 500 ngàn tháng Trời Dương. đất ơi, có những người có một công hai công ruộng mà rồi làm sao sống Duy? Duy đừng có nói ở Bến Tre không có người nào mà không có một công hai công ruộng nha Duy. Trời ơi, cái đó thì làm dở chịu thôi chứ giờ sao giờ. Nó thấy chưa, nhưng mà cái chuyện đó nó không có xảy ra. Bên đây người ta cân đối, người ta cứ lấy cái đồng thuê, đồng tiền đó đó, người ta xoay vòng vòng để người ta giúp Bên đó đỡ. là thành homeless hết trơn rồi. Này, Bên không Việt phải Nam như mình vậy, chưa homeless sao là homeless được. sao? Ở bên bên nước ngoài thì nó nghèo quá, nó thành homeless, homeless chính phủ nuôi. Còn ở Việt Nam mình thì chưa, nó không có những người homeless, nó có những người Đây, bây nghèo giờ thôi. Duy nói về homeless chính phủ nuôi. Vậy thì cái homeless chính phủ nuôi, cái tiền đâu mà chính phủ nuôi được cái homeless đó? Lấy thuế của người dân. Ồ, lấy thuế của người dân. Vậy ở Việt Nam Duy nói rằng có lấy thuế của người dân không? Có. Nhưng mà Vậy lấy tại không sao đủ. Thứ nhất ở Việt Nam này không có homeless. Thứ hai á là lấy thế không đủ để lo cho những cái việc đó. bây giờ Duy nói ở Việt Nam không có homeless, mà Duy định nghĩa cho Dương thế nào là homeless trong cái suy nghĩ, trong cái hiểu biết của Duy coi. Hũ cầm cầu kìa. Vậy mà sao Duy nó không có homeless? Kêu nó đúng tình Việt Nam ở đấy. Bây giờ Duy chỉ cần yêu cầu mày đưa cho tao cái chứng minh nhân dân. Đố nó đưa được á. Toàn là bên Campuchia qua không à Dương ơi. Với mấy người mà tội phạm người ta này nọ không chịu đi làm thôi. Đúng không? Giờ kêu đưa chứng minh nhân dân ra đây có đâu. Duy nói thì sao vậy? Dương đã từng đi lên Buôn Ma Thuột nè, Dương đã từng đi lên những cái vùng cao, Dương xuống tận ở ngoài, xuống tận Kiên Giang, An Giang luôn. Dương Duy ở Bến Tre, Duy đừng có nói vậy chứ. Rồi có ngủ cầm cầu không? Trời đất ơi, bây giờ Hầu Duy như ở ở Sài Việt Gòn, Nam Duy này ai ở cũng có quận. nhà hết, đúng không? Cái việc ở Việt Nam này ai cũng có nhà hết. Nhưng mà cái họ bỏ quê hương họ đi thôi. Đúng không? Họ đi lên đây họ làm lụng, họ sa ngã, rồi họ dính vô tệ nạn, họ dính vô tội phạm thôi. Chứ bây giờ ở Việt Nam làm gì có chỗ có người nào không có nhà.
đúng công không? nhận với Duy ở Việt Nam có nhà, đúng rồi, với Duy không có nói là người ta không có nhà mà nhà nhà tranh vách lá, nhà tranh vách lá không, mưa dột đằng trước dột đằng sau dột trên nóc dột xuống, Dương thừa Khổ nhận. quá. Đúng, nhà tranh có nhà nghèo, đúng không? Rồi những cái gia đình đó có những cái đứa con cha mẹ con cái người ta không sống, người ta không lo nổi cho bản thân của người ta thì sao người ta lo cho cha mẹ người ta, Quá, có phải là nhắc cha tới mẹ nó vụ đó phải đi mới ra ngoài nhớ đường không? nè. Không, anh nói chung là mình không có phải là bên chính quyền, đúng không? Nhưng mà mình cũng không có đồng ý với những cái Mình người không phải nghèo là kiểu bên chính đó. quyền nhưng mà là mình là Hả? công dân, mình có quyền nói những cái vấn đề của xã hội, hiểu quyền Đúng, tự do ngôn luận không, cái sự việc hiểu Dương tự do nói là ngôn luận có, đúng không? Nhưng không? mà Duy á, quan điểm gì không có đồng tình cho những cái gia đình như vậy. Thí dụ người nào mà thật sự ta nghèo thật, mà ta nghèo đàng hoàng á, thì xã hội này người ta vẫn giúp. Còn có những cái nhà đó, công ăn chuyện làm thì không có, mà bài bạc, rượu chè, đề điếm, đẻ ra con cho một đống vô, rồi được để không có tiền để mà dạy, để mà nuôi. Rồi lúc đó là Vậy kêu mà xã cái chính hội phủ kêu người sao ta đây? vẫn làm được tốt hết anh Duy, vậy mà chính phủ người ta vẫn làm được tốt, giải quyết hết ở bên Na Uy này, những cái con nghiện đó, thậm chí hỏi anh Thu Trần anh đang Nhưng có nghe nè, cái anh đó muốn hỏi Thu Trần đó, những là cái Thùy con Dương nghiện ở không có Na so Uy họ sánh cho như vậy tiền, được. họ cho Cái tiền đó là luôn, Duy không có đồng họ ý cho câu tiền đó. để những Tại con nghiện sao nó mà hút thuốc sử dụng luôn, cái nhưng mà những trong cái từng gia bậc nào đình đó đó người ta không biết suy nghĩ, đúng không? Những cái gia đình thấy đó không không biết phải suy nghĩ vậy. mà lại đi ăn bám sòi ở cái chỗ đó. Nó thật sự Duy là Mình người đóng sao thuế để cho chính phủ nuôi những đứa như vậy, Duy cũng không có vui đâu. Tôi đóng thuế trời để đất tôi xây dựng ơi, đất đâu nước, Duy, chứ Duy suy không nghĩ phải cái là gì kỳ tôi đóng quá, thuế để tôi lo nó cho là những cái đứa sự giống ăn như cái xã hại. hội phải có cái tầng lớp này tầng lớp kia, có dạng này Cái dạng đó kia không phải thì là tầng họ mới lớp, giúp đỡ mà lẫn cái đó nhau, là ở cái cách sống. Duy đã nói nhưng rồi, mà người Duy suy nghèo, nghĩ như vậy thì những cái người thành phần người hộ nghèo của nghèo, mình, họ nhưng mà dở người ta hơn mình, nghèo họ đàng không có hoàng. kiến thức, họ không có trí tuệ, họ không có sức lao động, thì mình phải chia sẻ. Mình đã dùng cái cụm từ là chủ nghĩa xã hội rồi, cộng nước cộng hòa xã hội chủ Okay. nghĩa Việt Nam rồi, thì Duy nói Rồi câu đó ok. là sai Ừ. Nói phải chung không? á là Duy tôn trọng ý kiến của Dương chỗ này, nhưng mà Duy không đồng ý. Nè bây giờ Vậy không, thôi. bây giờ Dương không có cần và tôn trọng mình tranh luận với nhau bình đẳng, bây giờ Ừ. Duy định nghĩa cho Dương cái cụm từ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi, cộng Ai hòa xã biết hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? cái chuyện đó là chuyện ông nào đặt thì ông nó định nghĩa. Ông ấy Duy là Này chỉ toàn mình dân, Duy không trách nhiệm gì nếu với mà ngành cái nghề. đất nước Ok. để người ta làm được cái điều đó thì người ta mới lấy cái đó làm cái tiêu đề Cái đó trên là những Duy cái không văn khoe, bản mà cái đó Duy là kêu Duy là không có hoàn toàn khoe, cộng hòa đúng xã hội không? chủ nghĩa Việt Nam, Đúng không? độc lập Thí tự dụ do như hạnh bây phúc, giờ á, một cái cộng hòa người xã hội chủ mẹ nghĩa là mọi mà người đặt bình đẳng tên với cho nhau, con đó là mọi người Hùng đều đều Dũng đi, nhau, không đúng không? có không có phân Một phân người biệt mẹ mọi đặt người, tên cho con giàu là nghèo Hùng đó là Dũng giàu đi, nghèo chính nhưng của mà sau người đi này xã sinh hội ra mà cái nước thằng hạnh con phúc, đó nó thì làm bê đê gọi là phân thì biệt cái giàu chuyện nghèo đó Duy quá thấy xa sao luôn, cho đây? nên mình không thể cho mình nói là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bây giờ Việt Nam là tư bản đỏ rồi, không thể nào gọi là chủ nghĩa xã hội được, đổi Cái đi, chuyện mình bây giờ mình vẫn tường từ xã hội chủ nghĩa, mà ngay cả những cái nước lân cận láng giềng của mình một số cái vấn đề mình cũng thua nó nữa, nói chung là cái trời chuyện ơi tư cái bản thằng đỏ, nhoi nha, trời tư ơi, bản hôm không nay giờ thua đỏ thì hẳn nó quá chỉ là một số người thôi ăn. Dương ơi. Bây giờ tư bản đỏ là chỉ một số người, người ta giàu thôi, chứ đâu phải là nguyên cái chính quyền Việt Nam ai cũng giàu. Mẹ có mấy thằng nó nghèo rớt giấy ra kìa, nó tập phòng gym của chị Nguyễn mà nó trả giá như quỷ gì đó. Ai Duy? Dạ Ai Duy? gì chính quyền chứ Ai? ai, vậy thì Mới theo nghe Dương cái ai vụ gọi là chính quyền, vậy theo như Dương nghe cái gì gọi là chính quyền? Duy nói thì sao chứ à? Còn Ở Việt quan Nam điểm Duy của mới Duy nghe cái á vụ mua là hoa hậu, hai hoa hậu 25.000 đô hôn, mệt quá. gì, cái chuyện nó có đẹp thì nó bán nhiều đô kệ nó, chuyện liên quan gì tới chuyện chính quyền Duy không nói nó đẹp nó bán nhiều đô nhưng mà người ta có nhiều tiền. thì kệ người ta. Bây giờ xã hội nó phải có người giàu người nghèo chứ, không lẽ bây giờ xã hội này có người giàu thì mình lại đi 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 mình chửi với người giàu à, đúng không? Duy đâu có chửi Xã đâu, hội nào chả có người giàu người nghèo, ai biết Duy đâu cái có chuyện chửi đâu. 25.000 đô đó ai mua, Việt Nam mua hay nước ngoài mua, chuyện đó cũng đâu gì đâu quan trọng, người ta có tiền người ta mua thôi. Còn hồi nãy Dương nói là ừ bây giờ thành tư bản đỏ hết rồi thì Duy mới không đồng ý. Duy đồng ý là tư bản đỏ thì cũng có, nhưng mà chỉ là rất ít, còn rất là nhiều người trong chính quyền người ta nghèo. Vậy tại sao mình gọi cái chính quyền đó là chính quyền tư bản đỏ được, trong khi số lượng tư bản đỏ chỉ là thiểu số thôi? Mà bảo đảm trong cái Duy, chính quyền đó người ta cũng không có Duy cho thích Dương hỏi nè. hả? Duy ơi, trong nhà Duy có ai làm bên cách mạng, làm bên cộng sản không? Mà Duy nói chuyện giống như là Duy gốc của nó vậy. Ngày Có nào ở cái bến Tre móc, ngày xưa. có cái móc Không có đúng. hả? Ngày xưa thời 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 ông ngoại thì Việt Nam Cộng Hòa, thời ba má thì bình thường dân thôi, Vậy hả? chính Rồi quyền gì ông ngoại ngày xưa có nuôi dấu cộng sản ở dưới hồng, dưới bàn thờ không? Có đào hồng rồi nuôi không? tào lao. Hồi xưa ông ngoại làm trong kho xăng Việt Nam Cộng Hòa mà nuôi dấu gì, Dạ hả, làm làm mướn kho xăng thôi, luôn. Ủa rồi bơm xăng ông hay ngoại gì Duy còn đó, sống bơm không, dầu gì đó ai biết. Hả? ông ngoại còn sống không, Ông ngoại mất vào năm 2006. làm bên bên nhà của Duy, ông nội ông ngoại bà nội bà ngoại còn sống không, Ông mất hết rồi, cấp hết mấy luôn ông hả, bà mất hết rồi. trời ơi, Còn sao giống tôi vậy trời. dì cô dì chú bác thôi.
Vậy hả? hoàn cảnh là Dương ngày xưa miền Nam mà mình dân mình nó quyền chọn lựa đâu, thì cứ nói chung là cứ làm thôi, thì ngoại với ngày xưa cũng làm mướn vậy thôi. Cãi mất công Hỏi mấy nữa người đi. trên đây. Sao? Thì Dương cũng chỉ nói lại với những cái anh chị em mà đã từng xuất hiện trên diễn đàn của Duy á, họ cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Duy với những người Dương với những người đó hoàn toàn không biết nhau, không biết ai hết, nhưng mà tại sao có lại có cách nói chuyện chung? Tại sao ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở Đan Mạch, ở Thụy Điển, ở Áo, ở Ý này kia nọ, ở Úc, họ đều có một cái lên tiếng chung, là bởi vì là những cái quốc gia đó đó họ đã có những cái đời sống rất là tốt, và chính người Việt của chúng ta sống ở đó rất là tốt, Thì thì nói chung họ là cũng giờ chỉ là nếu mà xét về đời sống xã hội thì Việt Nam mà được như mấy nước đó thì quá ok rồi, có cái gì đâu, đâu có thì ai phủ đó là nhận nữa đâu. cái vấn đề mình muốn nói. Ví dụ như ở Việt, ở bên nước ngoài đó, cái vấn đề tự do ngôn luận đó là sẽ không có những cái trường hợp, ví dụ như một số nhân vật, ví dụ như là luật sư Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức là một doanh nhân rất là thành đạt, giống như Duy Mấy vậy, ông mình đó không nói phản là động mà, doanh nhân như mấy ông đó phản động thì mấy ông mới phải nếu mà chịu, nói phải chịu mới được về thôi. cái sự tiếp xúc, cái sự va chạm, về cái sự hiểu những vấn đề tự do nhân quyền, làm sao mà Duy bằng những cái con người đó được. Họ Nói tiếp xúc chung với những cái thì cơ quan nhân quyền quốc tế luôn đó, họ làm việc với những người mà gọi là đại diện cho nhân quyền quốc tế luôn, làm sao mà mẹ Duy nói gì người ta không gì sợ giờ được? Duy mà chơi Người với ta có mấy cái cái trí hội nhân tuệ mà quyền người quốc ta tế mở là ra, giờ Duy lên đường luôn rồi, đúng không? Nhưng sao mà lên thì Dương đường. ơi, bây giờ Duy chỉ nói thì Dương vậy thôi, cái con đường của mỗi người là chọn, Duy không bao giờ Duy cứng cái còi về những con đường của người đó cả, đúng không? Nhưng mà một khi họ gia nhập những cái đảng phái, họ gia nhập những cái hội nhóm để âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam này Này á thì họ này, phải chịu cái đó thôi, không đúng phải phải Duy, không? không có Nhưng bây giờ là một cái quốc mình gia nói mà sao gọi là đây? tôn trọng quyền tự do con người, người ta có quyền tự do lập đoàn lập hội. Cái đó là chuyện của họ nói, nhưng mà bây giờ họ lập đoàn hợp hội, họ gia nhập đảng này đảng kia, họ tuyên truyền, họ lật đổ nhà nước, thì cái điều đó nó Cái ghi trong vấn bộ đề luật đó là tự rồi. do ngôn luận của người ta. Người ta trong đầu người ta suy nghĩ cái gì, người ta lập Ok quyền nói rồi, cái đó. ok chưa? Cái đó là họ cho rằng họ tự do ngôn luận, đúng không? Nhưng mà họ vi phạm luật pháp Việt Nam. Đó thì bên thì phía nhà cầm quyền Việt Nam Vi họ phạm xử luật theo pháp luật pháp cái gì? thôi. Trong cái luật Bây pháp giờ Việt Nam trong mình nói hiến sao pháp nó đây? quy định cho người dân được quyền biểu tình này kia nọ, những cái quyền con người hoàn toàn có hết. Nhưng mà bây giờ người dân xuống đường biểu tình nó không cho, người Cái dân đó lên là tiếng thì là Dương những quyền nói bất bền bề công trong nổi xã hội thôi, nó còn cũng bản không chất thì cho. Dương phải nói luôn chứ, đúng không? Cái hành vi là chỉ là biểu tình, nhưng mà đằng sau cái biểu tình đó là một cái động cơ, một cái mưu đồ mà nhà cầm quyền người ta đã tìm ra được những cái bằng chứng liên lạc với tổ chức này, liên Trời lạc với tổ ơi, chức làm gì nọ, luôn in ấn á, tờ rơi từng người ABC các Việt từng kiểu. lớn lên trong một cái môi trường giáo dục mà Duy ngây thơ vô số tội quá luôn á. Người dân Việt Nam mình hiền lắm Duy, những cái mưu đồ của mà cái chuyện mà đầy gọi là xuất hiện trong đồng biểu tình á, để mà gọi là giống như đàn áp những cuộc biểu tình là có trong cái tụi công an hết trơn. Đó Rồi là nói cái chung lý á do là mà người Việt thầy nói với Nam thầy ngày xưa Dương họ vậy, cướp được chính quyền miền Nam Việt cái Nam bằng cái quan thủ điểm của đoạn Duy á. á, đúng không, cái quan điểm của Duy và mọi người ở đây á, thì khi mà các bạn gọi là đấu tranh đó thì các bạn đang đi con đường các bạn đó, thì bây giờ đấu tranh thì nó xảy ra những cái vấn đề gọi là mâu thuẫn, thì là một người dân bình thường họ sẽ đứng ngoài cái đấu À, tranh nói tới đó, mâu thuẫn Duy mới đúng nhớ, không? Họ sẽ đi ra Duy trong ngoài cái triết đó, học Duy có nhớ là có đấu tranh mới có phát triển không? Chính cái môn triết học trong đại học á, đúng có rồi, đấu tranh mới có phát đúng triển, nhớ rồi, không? đúng. Vậy thì khi mà đấu tranh thì xác định cái chuyện mình nằm xuống là cái chuyện đó bình thường. Mình không thể nào khi mình đấu tranh mình bị bên kia như thế này như thế nọ thì mình lại đi tìm cái chân lý để mình tìm cái gọi là người sự ủng hộ, đúng không? Mình có Ok, Duy chơi nói thì có với Duy chịu nghe vậy thôi, nè, Duy Duy Dương nghĩ nói vậy với đó. Duy nghe nè. Bây giờ ở trên cái mạng xã hội á, là Dương nghĩ rằng là Duy đã kết bạn với nhiều người bạn ở trên nhiều quốc gia lắm rồi. Có khi nào Duy thấy người Việt của mình ở nước ngoài, cộng đồng người Việt của mình ở nước ngoài đi biểu tình Rồi mà bạo động không? Có không? không, không có hoạt động ở nước ngoài biểu tình ngoan lắm nha, riêng ở nước ngoài biểu Dương đang tình nói rất cộng đồng ngoan, người Việt của mình ở nước ngoài đi biểu tình có bạo động không? Duy trả lời đi rồi không Dương nói tiếp. gì đó là Vì không sao không không bạo bạo động. động? Vì sao người ta không bạo động? Bạo động công an bà nó bắn cho bỏ mẹ. Xác nó không có trà trộn vô để nó làm những cái chuyện giống như công an Việt Nam. Không không, cái đó là Dương nói thôi, chứ bây giờ đi thách đó, ở bên nước Mỹ mà biểu tình mà đi xuống đường mà la rầm rầm đi, nó bắt về đồn hết luôn á, chứ đâu như Việt Nam mình Nơi đâu. đi xuống biểu tình, khi mà Duy xuống biểu tình là người ta có luật lệ dành cho biểu tình đàng hoàng. Đó. Đó. Ví dụ như Thì xuống anh dưới xuống chặn biểu xe tình. đi, thì bây giờ xuống đường chặn xe đi, chọi coi chọi đá công an đi, thấy cái cảnh với nó, đúng không? Cái vấn Cái đề chỗ đó điều là những Dương cái nó phần tử hoàn đó toàn từ đúng, đúng không? Dương nó hoàn toàn đúng ở cái chỗ là ở cộng đồng người Việt ở nước ngoài họ biểu tình rất đúng luật, còn riêng ở Việt Nam không.
không có đúng luật. Vậy thôi. Ở ở nước ngoài biểu tình là bất bạo động, ở Việt Nam biểu tình là bạo động, là bom xăng đó, là đánh đập đó, là chọi đá. Trời ơi, ngây thơ quá luôn á Duy ơi, làm ơn Duy già cái đầu chút coi. Già sao vợ? Nhưng mà ngây thơ dữ vậy trời. Vậy thì vô nói đi chứ, Duy thấy vậy mà. Duy thấy chọi đá quá trời luôn, chọi đá. Bây giờ Duy không nói nữa, Duy hỏi mấy anh chị á. Bây giờ Duy hỏi mấy anh chị trên đây người ta comment, Duy không nói nữa. Mấy anh chị tại sao ở nước ngoài người ta biểu tình mà người Việt của chúng ta ở nước ngoài biểu tình không có bạo động, không có bị đánh đập, mà ở Việt Nam biểu tình là có bị đánh đập đổ máu? Vì sao vậy anh chị? Từ từ nha, để coi người ta comment nha. Dương không có nói. Rồi mấy nha. Bạn cứ trả lời đi. Còn Duy trả lời rồi. Ừ. Khổ ghê luôn á. Cái kiểu này là Duy, kiểu này là gái ở nước ngoài về Việt Nam dụ Duy chết luôn, không được đâu Duy ơi. Người ta phụ nữ ở Việt Nam mà dụ mấy ông Việt kiều, bây giờ Duy lại Việt Nam bị mấy cô gái nước ngoài về dụ Duy chết luôn á. Trời ơi, khổ lắm cơ. Nhìn nghe thơ ghê luôn á. Mấy anh chị comment cho Duy dùm Dương đi anh chị, thấy không? Tại sao ở nước ngoài người ta biểu tình nhìn vậy á, kìa, nghe nói nước ngoài. Nguyễn Nhàn comment là bạo động nó bắn bể sọ kìa. Tư bản vậy chết rồi này kia kia nọ đồ, mà nước ngoài người Việt của chúng ta đi biểu tình sao mà đi ra xe hơi về chạy phà phà. Còn người Việt của mình ta nói trời đất cơ, ta nói lập đội hình tùm lum tà la, ta nói quăng như con heo quăng lên xe. Dương nè, Dương nè, ngày 18 tháng 5 2014 nè, trời ơi nó lâu Dương đi mà Dương tức mấy đứa kia, trời Dương cự quá trời, khóc khóc quá trời luôn, tức. Cái vụ mà dặn khoan hải Dương 981 á, vô đây là cái Dương, Dương đi Nam tiến đậu hả? Dương đi tiến đậu luôn hả? Hồi mới ban đầu là Dương đi ở đằng sau mà không biết làm sao, lát hồi Dương lên hàng đầu luôn, không biết luôn. Lên tiến đầu luôn. Chắc nhà tưởng đâu tưởng đâu Dương dẫn đòn. Rồi cái ban đầu cái tự nhiên tại lúc đó có cái anh du học sinh là người ba người Việt của chúng ta, ảnh sang Ba Lan du học. Ảnh sang Ba Lan du học rồi cái ảnh về Việt Nam, ảnh mặc áo, ảnh là người Bắc đó, ảnh là người Bắc, ảnh mặc áo vest mang giày rất là đẹp, cao đẹp trai lắm. Thì những cái người công an á rất là nhiều dạng, họ lại tập trung vô cái anh này, anh đánh tùm lum hết luôn. Thì lúc đó Dương đi biểu tình mà Dương có một cái sự chuẩn bị, Dương cũng là cũng tâm lý lắm, chuẩn bị tóc dài rồi uống này kia nọ, trang điểm thì đẹp, mặt là đẹp lắm, đẹp cho người ta thấy mình, người ta không quánh mình. Vậy cũng được đó. Thì nói chung thì theo như thấy thường thường cứ đi bình thường ở ngoài đường thì chắc đâu đến nổi gì đâu. Ok, xong rồi thì Dương mới thấy cái anh đó bị quánh nhiều quá, chấn thương phần mềm luôn, mà chấn thương ngực, áo rách luôn, mất giày mất dép luôn, mất động hết. Vậy mà thì bữa sau đi nữa đó, đúng không? Vậy mà bữa sau có vụ là đi nữa đúng không? Thì lúc đó Dương mới đi lên, Dương mới giang cái tay của mình ra, Dương giang tay rộng vậy nè, có nghĩa là họ dùng tay, họ dùng chân, họ đạp vô cái người anh này, và họ tay dùng, họ tay họ đấm vô, thì Dương mới dạng ra, có nghĩa là họ đánh chỗ nào thì Dương nghiêng người về chỗ đó để Dương đỡ đó. Có nghĩa là Dương đỡ cho người ta được. Thì mấy cái người công an này mới không có đánh nữa, không có đạp nữa, họ đứng, họ tránh ra, họ xây một cái vòng. Nhưng mà lúc đó Dương không có để ý, không có để ý họ đang lập đội hình. Bắt đầu họ lập đội hình từ từ, họ lập đội hình một cái vòng tròn như vậy để là họ bắt mình, chứ họ không lập đội hình, họ co vòng tròn lại thì họ sẽ không bắt được Dương. Mình lúc đó mình lo, mình đứng, mình bảo vệ cho các anh kia, thì bên đây công an nó đang khép cái vòng tròn lại, nó khép một vòng, nó khép hai vòng. Cái lát nữa thì cái vòng đó, hai cái vòng tròn bị khép lại đó, không có ai mở được ngoài những người của họ mở. Họ ra hiệu với nhau, cái nó giãn cái vòng đó, bắt đầu họ lôi từng người trong cái vòng đó ra, và Dương lôi ra để họ đưa vô Dương một cái trường nào gần bên nhà thờ Đức Bà đó, đưa vô đó. Xong một hồi mới có một chiếc xe buýt chở Dương về đường cái gì ở quận nhất, Dương quên tên rồi, vô trong đó rất là nhiều người bị bắt chung với Dương. Dương bị bắt, Dương bị điều tra, bị hỏi, bị chụp hình đăng tải tùm lum tà lạ hết trơn. Từ sáng 9 giờ cho tới hỏi mà giết hết cái tờ trình này tới tờ trình kia, hỏi đủ thứ luôn, mà hỏi ai là người xúi giục Dương đi biểu tình tùm lum tà lạ hết. Xong rồi bắt đầu họ hỏi Dương ở đâu, cái họ kêu công an phường lên. Lúc đó Dương ở quận 9 á, cái họ kêu ông công an phường của quận 9 lên đón Dương về. Về đó thêm 4 người ngồi làm việc với Dương nữa, Dương làm cho một trận nữa. Dương nói bây giờ tôi cũng phục mày thôi, bây giờ anh ngồi. Dương lợi hại rồi, có mình Dương thôi mà tốn hết 400 ông luôn. Trời ơi, hết người này nói chuyện, người kia nói chuyện, tôi làm dữ lắm. Dương nói bây giờ mấy anh muốn bắt Dương, bắt luôn đi, bắt tôi đi, bắt tôi nhốt vô tù luôn, bắt luôn đi. Bực mình quá này kia nọ, trời ơi, bắt làm gì tới 9 giờ. Khi mà họ đưa cho Dương về nhà xong, họ còn xuống nhà, họ lục nhà Dương nữa. Họ vô nhà, họ kiếm Dương, nhà Dương có cờ đỏ, cờ xanh không, cờ vàng không. Dương nổi tiếng luôn rồi. Leo lên gác kiểm tra có tàn trữ, gọi là những cái tài liệu gọi là phản động không, má ơi. Tôi nói, rồi một tuần sau hả? Mà lúc đó có không? Lúc đó có kiếm ra không? Không có. Thì chỉ xuống đường biểu tình cái vụ giàn khoan thôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời đó. Em làm chuyện ấy. Lần đầu tiên sau 30 mấy năm em làm chuyện ấy. Kiếm ra tài liệu với đô la cái là thấy mẹ rồi.
Quá thiệt luôn á, đó là Dương Hên á. May quá là mình là người vô sản không có. Đó. Kiếm ra rồi được bắt đầu tài một liệu tuần với đô sau la là mở cái là cửa ra là bắt đầu dạy bắt dạy họ dạy rồi. luôn á. Nó không có. Thì lúc đó Dương mới nhìn ra được cái cách làm việc của công an, nhìn ra được cái cách làm việc của họ. Rồi sau khi mà Dương đi ra khỏi khỏi Việt Nam thì Dương lại quan sát nhiều cái chuyện mà ở Việt Nam nó không xảy ra nữa. Thì lúc đó Dương mới như thế này: thực sự ra ở Việt Nam á, Duy sẽ không nhìn ra được hết mọi vấn đề đâu. Khi nào mà Duy qua nước ngoài rồi đó, mà chính Duy là những người mà đi tìm hiểu, tìm cái giải pháp cho Việt Nam mình đó, Duy sẽ phát hiện ra những cái đó nên áp dụng tại Việt Nam, mà Việt Nam đáng lẽ nên áp dụng, mà Việt Nam người tài người giỏi rất là nhiều, nhưng mà tại sao không áp dụng được? Người Việt Thí Nam dụ như mình áp nó dụng gì, có thí dụ thì theo theo thì Dương thấy thì nên áp dụng gì? bây giờ Duy hỏi Dương chứ, Dương hỏi Duy chứ, ông bà cô cậu gì chú bác của Duy ở ở Việt Nam, ở vùng Bến Tre đó, họ biết sử dụng email không? Biết không biết, Nói đương thiệt nhiên tình là đi nghe, không có nói, không có nói kiểu á. những người thế hệ lớn thì không biết, nhưng mà những người thế hệ mà có làm ăn tìm hiểu tao biết, giống như lên mạng lướt web lướt này nọ kia, vô truyền hình mở hoạt hình online coi thì biết. Ok, những cái thế hệ lớn không biết, nhưng mà những cái thế hệ lớn ở bên đây, người Việt của chúng ta sáu mấy tuổi họ biết hết, họ biết sử dụng internet Cái hết đó là luôn. sao so được Dương ơi, cái đó thì internet mình Thì mới bây có giờ cập Duy trong người hỏi ta. Dương, bây giờ Duy hỏi Dương là những cái gì nên áp dụng, thì bây giờ Dương mới chia sẻ từ từ nè. Bây giờ Dương mới chia sẻ Rồi. từ từ. Bây giờ Duy hỏi Dương á, cái người Việt Nam mình á biết sử dụng cái thẻ ATM không? Những cái người Biết vùng nông đó. thôn á, bao nhiêu phần trăm biết sử dụng thẻ ATM đó, ngoài công nhân, ngoài những người đi làm và có tiền nhận qua thẻ? Thì những người ta không có nhu cầu người ta đâu biết đâu chứ. Thí dụ như trong người ta phải có nhu cầu về sử dụng thẻ ATM thì người ta mới biết chứ. Còn ví dụ như bây giờ mẹ Duy nè, đâu có tiền trong tài khoản gì đâu, đâu có nhu cầu sử dụng thẻ ATM thì biết để làm gì. Tại sao mình không có nhu cầu sử dụng tài khoản? Có nghĩa là họ không cần tiền trong cuộc sống của họ hả? Tiền mặt Tại sao ở Việt Nam lại có cái việc mà gọi là giống như là vận hành tiền mặt nhiều như vậy? ủa chứ giờ thí dụ mẹ gì lớn tuổi là không xài tiền mặt, xài tiền gì? Tại Thì ở bên nước ngoài người ta cũng lớn tuổi, người ta không xài tiền mặt, có xài tiền gì? cái đó ta áp dụng lâu rồi, cái việc đó cái việc tiền tệ người ta áp Thì dụng tại lâu sao rồi, người ta áp dụng được, người ta không áp dụng được? tại nó chưa phù hợp với Việt Nam. Tại sao không phù hợp bây với Việt Nam? Người ta cũng là bây con người giờ đó thôi. bây bây giờ đó bảo đảm đó, những chính sách nó đưa ra đó sẽ gây cái cuộc sống nó khó khăn hơn cho những người lớn tuổi và những người vùng quê đó. Nè, Thứ nhất Duy đó vẫn là không hệ có thống vấn đề ngân gì hàng Việt khó hết Nam, đó Duy, không có vấn đề gì khó hết trơn á. Từ trên truyền thông, Duy sử không dụng truyền thông cái với đó mục đích là là thì Duy Dương sẽ nói giải vậy quyết rất thôi là nhiều vấn đó. đề. Không Thì phải, cái đó là thì trong Dương khi nói truyền vậy, thông á tại sử vì dụng để ở cái cắt nước Na tiền Uy của với thầy những Dương cái á là nó kênh giải nhỏ. trí, những cái kênh hài, những cái kênh không phù hợp đó. Duy sử dụng những kênh truyền thông đó để giúp cho người ta hiểu về cái vấn đề là giải quyết được thôi. Có truyền thông để làm gì? Truyền thông sáu mươi mấy tỉnh để làm gì? Duy đừng nói ngày hôm nay ở Việt Nam không có truyền hình nha. Người dân coi truyền hình rất là nhiều, trên VTV1, VTV3, HTV7, HTV9, rất là nhiều kênh. Họ sử dụng cái kênh truyền thông cho có hiệu quả. Đằng này anh thấy họ đâu có nói về hướng dẫn về cách sử dụng ATM và cái vai trò quan trọng của vấn đề sử dụng internet, hoặc cái vai trò quan trọng của người ta khi mà người ta có ngoại ngữ. Dưới thấy người ta đâu có nhắc tới đâu. Và gần như Không, cái vấn cái đó là thì Dương nói vậy thôi, chứ bây giờ thử áp dụng ở Việt đề Nam coi, bảo đảm đem cái sách về là mẹ chửi chắc luôn, thế nào cũng hả? ăn chửi à. Cái vấn đề nó làm cho cái cuộc sống của người già Việt Cái Nam nó chuyện trở đó nên phải khó Duy khăn, làm, và hệ cái thật chuyện sự đó đâu họ phải cũng Duy không nhu làm, cầu nữa. chính phủ làm chứ, chính phủ họ chịu trách nhiệm, họ vận hành, họ quản lý nhà nước, họ đất nước họ phải làm cái chuyện đó chứ đâu phải Duy làm chuyện đó, cho nên mẹ Duy chửi là phải rồi, không phải chuyện của Duy. Duy trách nhiệm đi làm đóng tiền thôi, đóng thuế để mà nhà nước dùng cái tiền thuế đó để họ vận hành, họ lo cho những cái vấn đề khác thôi. Cái trách nhiệm của Duy là như vậy, ai cũng có cái phần trách nhiệm riêng, Nhưng bác mà sĩ Duy nghĩ có trách là nhiệm của bác ở sĩ, cái y đất tá nước có Việt Nam trách hiện nhiệm của bác tại y bây tá, giờ là thủ áp tướng dụng cái đó có trách chưa nhiệm có của đủ thủ khả tướng năng đó. đâu, chưa có đủ khả năng áp dụng cái đó đâu. Thứ nhất là về kinh tế, và thứ hai là về dân trí, và thứ ba là sự phù hợp đó. Bây giờ ở nhà là Duy đưa Về dân tiền trí cho là mẹ sao? Ý không Duy à, nói về dân trí là sao? Dương không hiểu về dân trí làm hả? sao. Về Tức dân là trí về làm dân sao? trí ở đây á, là cái sự hiểu biết để sử dụng cái công nghệ cao đó đó ở Việt Nam nó không có nhiều, Tại nó sao không làm có Duy làm đông, được? Tại chỉ sao là Duy thế làm hệ được? Tại sao trẻ. Dương làm được? Dương Dương Duy trẻ tuổi nó làm gì, nhưng mà ông bà của mình thì sao? Bây giờ họ có tạo điều kiện để cho ông bà mình tiếp cận với những cái đó không? Đâu có tạo điều kiện đâu, máy móc đâu có đâu, hoàn toàn không có máy móc ở bên đây. Nếu mà cần Cái thiết đó là trợ thì Dương họ ra không xã nói, không hội, tạo ở điều Việt Nam kiện. có ra Thí xã dụ hội như được bây giờ không? người lớn tuổi người ta có nhu cầu người ta vẫn xài thẻ tài khoản được, đúng chưa, người ta Rồi. vẫn xài bình thường. Nhưng còn còn mẹ mình là những người nông dân đó, mẹ mình không có cái nhu cầu để làm cái việc đó. Làm sao mà không có nhu cầu, ai mà không có nhu cầu trời. Trời ơi khổ dương quá, bây giờ tự nhiên tiền mày đưa cho tao mẹ nó 5 triệu tao chợ đi,
chứ tại sao mày bắt tao phải đi vô ngân hàng ký tên, mày rớt tao vô ngân hàng rút ra rút kem, rồi tại sao mày bắt tao ra cái ATM tao chờ đợi, rồi tao cầm tiền về tao đi một mình rồi nó cướp giật tao làm sao, để mày trả tao ra cái ATM đi, nó sẽ tạo sự phiền phức xã hội nhiều chứ. Không phải như vậy. Ở bên đây á, những cái cửa hàng nhỏ nhỏ á, họ đều có những cái máy để mà rút thẻ vô để họ trả tiền. Nhưng mà ở Việt Nam mình không thể nào làm nổi điều đó. Đúng rồi. Một cái máy bao nhiêu cái tiền? Cửa hàng rất là nhỏ thôi, nó cũng có cái cục như thế này, mình rút thẻ vô để mình thanh toán. Duy vô nhà hàng, Duy cũng biết cái hình thức thanh toán thẻ đó rồi, Duy cũng biết rồi, trong siêu thị nó cũng có cái kiểu đó. Có hết rồi. Ở bên đây là bất cứ đâu nó cũng có cái cục đó hết á. Đi đến vùng nông thôn nào phải mở ra kinh doanh là có cục đó. Thậm chí những người mà bày bán ở ngoài chợ họ cũng đăng ký có cái cục đó để họ tính tiền luôn nữa. Cho nên đó là người nhu cầu dân thôi, có cung và cầu. Không? Đó là Duy nghĩ đó là cung và cầu thôi. Ví dụ như bây giờ mình ngày cứ, xưa người dân mình, ngày xưa Duy với Dương đâu có bàn sử dụng thẻ đâu, đúng không? Nhận là nhận bằng tiền mặt. Tại sao sau này mình sử dụng được? Có nghĩa là cái vấn đề người ta áp dụng khi nào, người ta đưa vào để áp dụng khi nào, người ta áp dụng rõ ràng là mình học được liền. Chứ ngày xưa Duy với Dương đâu biết sử dụng ATM đâu. Nhưng mà một thời mình gian trẻ thì cuộc sống mình phải học công nghệ chứ. Còn mấy người lớn tuổi thì họ sẽ tạo. Cái vấn đề hồi nãy Duy nói về dân trí, Duy đang nói về cái vấn đề dân trí. Mà vấn đề dân trí này từ đâu? Ai chịu trách nhiệm về vấn đề dân trí này? Đâu phải là Duy và Dương chịu trách nhiệm. Đúng rồi. Mình đang nói cái vấn đề dân trí thì ai là người chịu trách nhiệm để ngày hôm nay người dân không hiểu biết vấn đề đó là phải là lỗi của mình, lỗi của chính phủ. Không phải lỗi chính phủ, lỗi của từng người chứ. Cái chuyện cuộc sống cái của mình như nào ơi, sao mình trách chính phủ ngoài được. Bây giờ ở bên Na Uy này á, những cái người Việt mình mới sang Na Uy này buộc phải học cái khóa gọi là sầm full school staff, gọi là học kiến thức xã hội Na Uy. 50 giờ đó nó sẽ cho biết những cái nguyên tắc làm việc ở bên đây về những cái luật pháp. Và cái chính phủ họ chịu trách nhiệm trong cái việc quản lý, và cái người đứng đầu cho cái việc quản lý này là ai, là bà thủ tướng. Nó có nghĩa là chính phủ họ chịu trách nhiệm, họ quản lý, họ chịu trách nhiệm cho những cái vấn đề khác. Cho nên Duy đừng có nói là người dân làm thì có cái trách nhiệm. Duy đã nói rồi, Duy đi làm và đóng thuế tuân thủ theo pháp luật và làm theo những cái gì luật pháp quy định, đó là cái trách nhiệm của Duy. Nó cái quyền được đi bầu cử thủ tướng, đó là cái trách nhiệm, đó là cái quyền của Duy phải đi làm. Rồi. Có quyền và trách nhiệm rõ ràng, hiểu không? Ừ. Trời ơi. Thôi giờ đợi cho chừng nào Việt Nam nó áp dụng được là tính ha. Ủa sao nãy giờ Duy không thấy người ta comment luôn á Duy? Bên Duy thấy comment chạy không? Có, Duy lấy cái điện thoại khác Duy thấy.